Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Hôm nay em sẽ lên sóng review giới thiệu đến với quý vị bạn một chiếc âm ly tích hợp đứng top 3 của thương hiệu Mytot, có model là MA9000. Hiện tại thì model này đang ở vị trí thứ 3 với những cái công suất vô cùng là mạnh mẽ cũng như là những cái công nghệ rất là tốt và mới của Mytot đã được họ áp dụng cho cái model này. Hiện tại Mytot MA9000 thì có mức giá lít là 319 triệu đồng. Tuy nhiên hôm nay em sẽ lên sóng gửi tới quý vị bạn một sản phẩm line new còn full box và hàng chính hãng. Và đặc biệt là còn rất là đẹp và mới. Chiếc máy này thì là một trong những chiếc máy mà có một cái công suất mạnh mẽ nhất của Mytot lên tới là 300W trên một kênh. Nó có tích hợp rất nhiều công nghệ về biến áp, xuất âm cũng như là mạch cầu trì ảo để bảo vệ máy cũng như là khi mà hoạt động có sự cố. Đặc biệt hơn nữa thì được trang bị thêm một mạch DA để chúng ta có thể chơi nhạc số vô cùng là tiện lợi. Và cái mạch này cũng là một cái mạch gắn rời để chúng ta có thể nâng cấp lên một trong những cái mạch cao cấp hơn của Mytot. Đó là một cái sự tiện lợi vô cùng. Đầu tiên về thiết kế bên ngoài thì Mytot MA9000 được thiết kế dưới dạng một chiếc âm ly khá là cơ bắp. Điều mà rất đặc trưng của những chiếc âm ly cao cấp đến từ Mytot là họ thường gắn những cái tay nắm ở phía trước mặt máy. Việc này thì giúp chúng ta có thể nhận diện một cách đơn giản những chiếc âm ly ở phân khúc cao cấp, flagship của thương hiệu này. Và ở chính giữa thì chúng ta sẽ có một logo thể hiện model của máy và hai bên đèn đồng hồ vu màu xanh rất là êm dịu. Và đồng hồ vu của Mytot ấy thì thực sự nó rất là mềm mại. Và chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta vừa nghe nhạc và vừa nhìn ngắm những cái đèn vu này thì thực sự là nó sẽ cho chúng ta những cái cảm giác rất là thoải mái và thư thái. Kèm thêm nữa thì ở trước mặt họ cũng thiết kế cho chiếc máy này 8 cần tinh chỉnh equalizer để chúng ta có thể chỉnh tăng giảm theo ý muốn, theo nhu cầu và theo sở thích của chúng ta. Đó. Và đây cũng là một chiếc âm ly để chúng ta có thể chơi được với headphone, với một cái cổng headphone được thiết kế ở dưới đây. Đó. Anh em có thể tinh chỉnh âm sắc theo tùy gu nghe của chúng ta. Bên tay trái là một núm chọn đường vào với rất nhiều đường vào, và đặc biệt là chiếc âm ly này thì được tích hợp sẵn một mạch phono. Mạch phono của âm ly MA9000 thì cũng rất là hay. Về cấu trúc của máy thì được họ làm và bóc tách ra các phần riêng rẽ đặt một cách rất là khoa học. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ba chiếc biến áp rất là lớn, và trái tim cũng như là linh hồn của Mytot thì thường nằm ở những chiếc biến áp xuất âm. Chính vì vậy thì cái màu âm của Mytot luôn có một cái sự tự nhiên nhất định để chúng ta nghe những âm thanh nó giống như là những âm thanh trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy thì chúng ta nghe rất là lâu và nghe thoải mái, cũng không cảm thấy là mệt mỏi hay là chán những cái sản phẩm đến từ Mytot. Và chúng ta sẽ có hai biến áp xuất âm được đặt hai bên và một biến áp nguồn rất là to và lớn nặng đặt ở chính giữa. Và chiếc máy này thì cũng được đặt theo cái cấu trúc mạch công suất dual mono, tức là họ sẽ đặt hai bên mạch công suất ở hai bên kênh phải và kênh trái riêng biệt. Điều này thì sẽ giúp giảm can nhiễu giữa hai cái mạch khuếch đại này với nhau khi mà máy hoạt động, giúp tăng cái hiệu suất tốt nhất cho những cái mạch công suất này, và hiệu quả âm thanh mang lại sẽ là tốt hơn rất nhiều so với những cái kiểu thiết kế mạch thông thường. Là một chiếc máy đứng thứ 3 của hãng và được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, chính vì vậy thì họ cũng trang bị rất nhiều những cái linh kiện chất lượng cao cho Mytot MA9000. Cụ thể thì những cọc loa của Mytot họ thiết kế và sản xuất có in và khắc chữ Mytot lên trên những cái cọc loa này. Và một điểm rất hay trên MA9000 đó chính là chúng ta có thể chơi được loa tới trở kháng là 2 ohm, và mọi vị trí trở kháng thì đều có một công suất bằng nhau, đó chính là 300W trên một kênh, không thay đổi trên mọi trở kháng khi mà biến thiên. Cũng là một cái điểm rất hay của những chiếc âm ly Mytot do sử dụng biến áp xuất âm. Thêm nữa thì những cái cọc kết nối đường vào RCA thì cũng là những cái cọc chất lượng cao và được mạ vàng một cách rất là tỉ mỉ. Và trên đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cổng phono MM và MC, một điểm cộng rất lớn để cho chúng ta chơi cơ than, chơi đĩa than một cách thuận tiện và nhanh chóng, và đặc biệt là không phải mất thêm phát sinh thêm chi phí để mua thêm phono box rời bên ngoài. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có mạch giải mã
mạch DA của mạng tốt với mạch này thì có rất nhiều đường kết nối vào, ví dụ như là hai đường optical, hai đường coaxial và một đường MCT để kết nối với lại những cái thiết bị của mạng tốt. Thêm nữa là một đường USB audio để chúng ta có thể kết nối với máy tính, kết nối với điện thoại để phát trực tiếp nhạc thông qua mạch giải mã này, cho chất lượng âm thanh được nâng cao hơn, được hay hơn và được chất lượng hơn. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về Magitot MA9000. Hiện tại thì bên em đang có sẵn máy xài lướt với tình trạng còn rất đẹp và full box, và đây là hàng nhập khẩu chính hãng do Đồng Thành Hòa Phúc phân phối với mức giá lít là 319 triệu đồng. Tuy nhiên tại Báo Hùng Audio, hàng xài lướt đẹp như này chỉ còn 160 triệu đồng thôi. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Báo Hùng Audio để có những mức giá tốt hơn. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người cùng thưởng thức âm thanh đến từ Magitot MA9000 này nhé. Cầu ngày về trọn.
vắng anh cũng thành đông dài. Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ. Nghe buồn dâng lên tiếng thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe buồn dâng lên tiếng thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.